lực này mình trầm tại 500 kiên thế bông phôi sang tại 600 kiên nó tại sao này cứ chỉ model series thay mũi tiết coffee CX thom đa CX cao sấp thom đa CX cao sấp series muốn cứ cái hai thà CX cao sấp premium hay series này khám mục bông phôi đại của bông đại khởi này cứ premium plus series chín năm pi pòn mà phải buồn đôi khi này hai person bảo bông phôi mau khởi to lắm bông phôi bọc cát chỉ chưa là vậy đại nhóm bàn dày tại sao tại nhóm dễ cứ nhóm miền hai phần bảo nhóm hai nhóm có ở trong ở bạc phần đó nên là đây và người ta bây giờ của bóng phố tay là số nông phố tay là số tha bảo clip tiếp cho mỗi người rồi đi rồi nó ta về và hạ phá mùi nè chẳng nhóm có phép bóng phố tạm đồng tờ thà rồi dân nâng về ai lớp phèm hồi chất hay có về và hạ phá đây bằng tay còn là tha phèm hồi chất đại nhóm clip tiếp mình men pram rồi chất sử dụng năm pi pòn mà phải pi rồi có pi pòn mà phải bay tê nhóm clip tiếp thầm sơn đọp sơn đọp mùi anh chẳng nghe bóng phôn đã đồng lại về bà hà cái này đời xa sẽ cao sắp premium plus này đồng lại trầm tại đọc bay mơn tê chẳng dương ăn ai tự clip tiếp cho mùi nâng pram rồi chất đồng lại đo tơ mà phải mơn tê đã sử dụng thầm thầm nhóm clip tiếp thầm pram rồi chất đồng lại nà đại bà hà thầm sơn đọp sơn đọc mùi sơn ấy chẳng tự hay nít cứ chì Mazda CX cao sắp premium plus thêm plus mùi tiết là bóng bóng mẹn thòm đá tế hay thầm mây đang sông đầy mà đoàn hay spec nít cứ spec rồi bóng Amerik đầy mà đoàn mẹn spec thòm đá tế hay việc khó khăn nha chùm mùi nâng premium thòm đá đời xa ta cả ra chân áp này khẳng khẽ cơ đôi chì cả ra chân áp này khẳng khăn nông để chết nhóm nâng lùm ẩt chốn thá ta việc khó khăn nha mạch khá hai bà sân ở dương priệp thiếp chùm mùi nâng pram đôi chất ta việc mùi nà lò chiền nhưng kết thai nửa bè đại bóng phô bán khớ nhìn bà có chìa sở lành và rồi dùng Mazda CX cao sắp này hay dán bóng phô dán một phay ếng một phay mũi ếng ở chìa sài hay thống hay ra chân át mấy khóc bì CX cao sắp thòm đá đã thua bà đi bà dù hay ở vậy đại khó mùi tiết cư tắc thân nằm bóng phô ná CX cao sắp thòm đá tắc thân nằm gà lành khẳng khổ hay nâng lành vô ăn nâng cư bà phê chò tề tay CX cao sắp premium ní cư premium plus ní cư bà tắc thân nằm tiếng ọ hay nâng cao ra chân án được phần này càng khăn nông tình tiết nâng nông từ phần này càng khăn nông hay bộ phần xe xe có đôi chữ cả design cứ đôi khuyên tế và xa bên tên hình như bộ mỹ không phôn bộ mỹ lôn tế hay dàn vía nhà xa giờ đây nhóm nông từ mơ càng khăn nông đầm bay ai bong bong đà hình dây tha ấp đo pram rồi chất cửa lõng máu bàn phư phần này chứ đây ra tại nè bộ phần khởi án cả đại chân này cứ lệ gần nã tha wow cọp three mong và sau này bông phôi bán khơi nhờ premium plus tiết bông phôi bọc cọt chứ chưa nở vài đặc nhom giấy để tha pram rồi chất áp kiên và này cả đại chân này chỉ muốn được chờ pronat vận tải chrome này cứ bỏ khmer một đòn vì muốn cứ bỏ xó nào bông phôi ta lại bỏ khmer hay chỉ muốn được buộc bài anh ấy tôi chỉ bỏ lướng bông phôi nè bỏ lướng nhom tha bỏ lướng cho và hay chỉ muốn được cái ấy nơi chùa tỷ pi này cứ dân cái chi ban tỷ pi này tế hay sầm khán miền console cái đào tiệt sầm đạp này áp phí chôn mà chân luôn đại cọt vừa cá na dân ngài đặt computer bị chôn computer rồi có đại van ai cái sai xem xem người lớn này khó khăn năng để bóng bóng đấy ra premium anh ấy cái bảy hay là snow cái đào này hạt miền này dân ai hay thắt console console cái đào này hạt miền tế tại premium plus cứ miền và chẳng việc khó khăn này thằng năng đài hay khăn khối nó cứ miền đôi khi này mà xin được chế phải khăn khói vì đồng bán và chia bán hay nâng miền đôi thay xì bóng phôn chùm luôn phì xâm rạp cho tù sạp hay khả mốc này hay là tại cọp xử lý tiết bóng phôn khơi ạ cọp xử lý ạ bà mình cọp tớp chùm lại hay bóng phôn khơi và có chế bắt đồ cùng nất chưa khá nhầm kìa bây giờ đại dự cốt bóng phôn em chiêng phải mở chất phốc bóng phôn hay về sự điên Mercedes mê bách mơ tớ xa nền tên tiếng tiết nhóm cho tôi đó phần này mục hay từ bố với cứ bỏ khám mạng bạc đó là bệnh kháng khỏi này kia là cái nạ đồng bố moonroof nè bóng bố bà lời nhầm nó bóng bố mong mơ phần này kháng khỏi sân bà này kháng khỏi bà lại cái nạ thà stop vía vến từ lưu mong hay sát bóng bệ chứ mùi nâng CX cao sắp hay xôn phát đam đó bóng bố đài thà CX cao sắp admin capita và cao bất CX cao sắp sử dị premium hay nâng premium plus này cứ AWD bông bông cứ all wheel drive cứ miền bông bông chẳng bắt đám tờ bông đại của mình ha CX cái sắp ní ở miền Capita hai bông bẹ chung mối nâng mà xin mấy cứ Sky Active cứ E Sky Active G bông bông hai miền sensor rồi hồ tờ đó
4 នៅផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងមានកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រោយចំនួន 1 គ្រាប់ហើយក៏ក្លុបខាងក្រោយហ្នឹងជាប្រភេទក្លុបអូតូនេះអូតូបាទវ៉ាវកប់សេរីហើយស្ប៉េសខាងក្រោយនេះនៅពេលដែលយើងជីគ្នាច្រើនយើងអាចលើកវាចេញមកតែបើសិនបាទបងប្អូនជីគ្នាតិចតេអាចទម្លាក់ទៅដើម្បីយើងសល់ស្ប៉េសមួយចំនួនទៀតណាបងប្អូននេះយើងទាញមកបាទដើម្បីទម្លាក់វាទៅ បានស្ប៉េសមួយចំនួនទៀតនេះសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនក៏ដូចជាមានរុនសម្រាប់បញ្ចេញភ្លើងដល់2V វ៉ាហើយនៅមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅផ្នែកខាងក្រោយនឹងផងដែរហើយការរចនាផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺដឹងតែញាក់ហ្មងស្អាតជាមួយនឹងពណ៌ថ្មីហើយនឹងដំបូលបើកផ្នែកខាងលើបាទអែមកបសេរីមានកន្លែងដាក់កៅទឹកបាទមានភ្លើងបំភ្លឺខាងក្រោយបាទហើយកង់សកូគឺនៅខាងក្នុង បាទដោយសារវាជាប្រភេទក្លុបខាងក្រោយអូតូអញ្ចឹងយើងចុចនេះមកនេះកប់ឥឡូវយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងមុខបាទផ្នែកខាងមុខបាទនេះកន្លែងអ្នកធ្វើដំណើរផ្នែកខាងមុខរចនាស្អាតបំពាក់ជាមួយនឹង speaker boost មកជុំរថយន្តបាទហើយខាងអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងក៏ជាប្រភេទកៅអីចុចផងដែរនេះបងប្អូន ហើយការរចនាតាប់ឡូរបស់វាស្អាតស្បែកចឹងបងប្អូនស្បែកហើយអេក្រង់វិញកាន់តែកប់ទៀតអេក្រង់នេះគឺ 12.4 អ៊ីនជាមួយនឹងខាងក្រោមនេះយើងអាច wireless charge មាន wireless charge មានកន្លែងបញ្ជាទៅលើប្លុកបសិនជាមានការរចនាស្អាតហើយឥឡូវនេះយើងដាក់អីវ៉ាន់បាទនេះដាក់អីវ៉ាន់ធំហើយមានកន្លែងបញ្ចូលថ្មនៅនឹងទៀតនេះបងថែប C បាទ ហើយមាននេះប្រាំងដៃអេឡិចត្រូនិកបងប្អូននេះគឺអសពេហើយ auto hold ក៏ដូចជាម្លុកខ្មៅនេះបញ្ជាទៅលើអេក្រង់ហើយនឹងមានប្រអប់លេខក៏ដូចជា view camera 360 នេះ view camera 360 នេះច្បាស់ល្អច្បាស់ល្អមែនទែនកប់សេរីហើយខាងលើនេះគឺដំបូលបើកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទដំបូលបើកគឺយើងអាចចុចមកពីល្វែងមុខដល់ល្វែងក្រៅវែងក្រោយបងប្អូនហើយយើងអាចងើបចេញបាន ងើបចេញសម្រាប់មើលទេសភាពផ្នែកខាងក្រោយណាឬក៏ជុំវិញយើងអាចងើបបានហើយបើសិនបើយើងអាចចង់បានខ្យល់អាកាសចូលទេយើងបើកត្រឹមរ៉េដូវាទៅតែបើសិនតែចង់ចេញទេយើងបើកអស់ដូចមិញអញ្ចឹងទៅបាទឡូវមែនតើបាទឥឡូវយើងចូលក្នុងបន្តិចមើលបាទអេក្រង់របស់វាញាក់សាច់ចឹងបងប្អូនអាមែនតើអេអេក្រង់នេះហើយយើងមូលអាហ្នឹងដើម្បីសិលិច ហើយយើងចុចកាមេរ៉ា360ហើយមានត្រៃម៉ូតនេះត្រៃម៉ូតរហូតដល់13បន្តិចទៀតខ្ញុំចូលកន្លែងនោះដើម្បីបង្ហាញត្រៃម៉ូតជូនបងប្អូនបាទកប់ត្រីហើយយើងទៅផ្នែកទឹកកង់ឡានដើម្បីបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអំពីត្រៃម៉ូតរបស់វាវ៉ាវសញ្ញារបស់គេនៅផ្នែកខាងមុខនេះតដាតដាទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចគឺ បានណាបែបខ្មៅលក្ខណៈថាឆ្នោតកាប់មកក្រុមមើលទៅអំណាចកាចហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាចំនួន1គ្រាប់នៅក្រោម logo ហើយ logo នេះគឺជា logo កញ្ចក់ដែលមានបង្កប់នៅរ៉ាដារបស់ Mazda ហើយមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជាច្រើនហើយភ្លើងសញ្ញាក៏ដូចជា daytime running light ជាប្រភេទ LED ហើយមាន sensor ចំនួន 4 គ្រាប់ចំនួន 4 គ្រាប់ញាក់សាច់ហើយខាងជំហៀងនេះគេដាក់ពាក្យថា inline 6 អញ្ចឹងគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសីឡាងចំនួន 6 ណាបងប្អូនហើយតិចរបស់វាក៏មានភ្លើងសញ្ញាមួយឆ្នោតផងដែរបូកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាចំនួន 1 គ្រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមនេះឥឡូវចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងតិចមើលវ៉ាវនេះបងប្អូនញាក់សាច់ទេឥឡូវខ្ញុំចូលឲ្យជិតបន្តិចយ៉ា សុំតោះវាអង្គព្រៀលបន្តិចបាទនេះបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនបានឃើញវីដេអូនេះហើយបងប្អូនជឿនៅថាពេលខ្លះវា570អត់ដល់មែនដោយសារតែឥឡូវនេះ 570គឺមានច្រើនមិនមែនមានតែម៉ូដែលទេហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបក៏មិនដល់ប្រៀបធៀបទៅដល់ 570 សេរីឆ្នាំថ្មីៗដែរខ្ញុំប្រៀបធៀបត្រឹម 010 អីទេ ពី 570 ណាដែលតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាបងប្អូនដោយសារតម្លៃ
CX90 Premium Plus នេះគឺ 130,000 អញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបធៀប570ណាដែលតម្លៃ 130,000 ដូចគ្នាខ្ញុំអត់អាចប្រៀបធៀបទៅ 130,000 ប្រៀបធៀបជាមួយ 200,000 ទេគ្រាន់តែតម្លៃខុសគ្នាបងប្អូនដឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹង Blue ឬក៏ Comment អ្វីមួយសូមបងប្អូនពិចារណាហើយអាចបើសិនតែពិចារណាហើយអត់យល់ទេអាចសួរខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះអីខ្ញុំ Comment គឺខ្ញុំតែងតែឆ្លើយតបជានិច្ចបាទហើយនេះកូនសាវបាទហើយនេះ try mode ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញគឺមានរហូតដល់13នេះយើងចុចចឹងមកឃើញលឺអីបងនេះ try mode របស់វាមានរហូតដល់13មាន normal សម្រាប់ជិះផ្លូវក្នុងក្រុងឬក៏ផ្លូវធម្មតាបាទហើយ sport សម្រាប់យើងជិះលក្ខណៈថាចង់បានកម្លាំងខ្លាំងម៉ាស៊ីនកាន់តែស្ទុះបាទវ៉ាចែងអីហ្នឹងត្រូវហើយហើយ off road គឺយើងជិះសម្រាប់ផ្លូវលក្ខណៈថាមានដុំថ្មឬក៏រលាក់ឬក៏ឡើងភ្នំបាទលក្ខណៈ off road ណាបងប្អូនបងប្អូនដែលប្រើឡានគឺដឹងហើយ off road មិនខ្មិចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់បញ្ជាក់ទេហើយអេក្រង់របស់វានេះគឺធំ12អ៊ីងបាទ12អ៊ីងហើយចង្កូតរបស់វាកាន់តែញាក់មានបាទប៊ូតុងចុចវិជាជាច្រើនហើយកៅអីដែលខ្ញុំកំពុងអង្គុយហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់លក្ខណៈថា memory seat បងបងប្អូនណា memory seat យើងអាចកំណត់បាន2ហើយមានប៊ូតុងសម្រាប់ចុចបើកូតក្រោយហើយមានប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតច្រើនណាដែលខ្ញុំអត់អាចចុចអត់អាចចេះអស់ហើយអធិស្ឋានចង់ជាប់មាត់ហើយហើយអានេះគឺជាប្រភេទអូតូទាំងអស់កញ្ចក់វាណាបងប្អូនអូតូទាំងអស់ហើយ lock unlock ហើយរចនាមកស្អាតមែនទែនហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺ speaker មក boost បាទ boost ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ផ្នែកម៉ាស៊ីនបន្តិចបងប្អូនណាចូលទៅដល់ផ្នែកម៉ាស៊ីនបន្តិចដោយសារខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនដែរវីដេអូមុនខ្ញុំនិយាយខុសតាក់ទងជាមួយនឹងស្ប៉ិចរបស់ម៉ាស៊ីនថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញមកបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងស្ប៉ិចរបស់ម៉ាស៊ីនរបស់ Mazda CX90 សេរីឆ្នាំ2024ទាំងពីរ model គឺស្ប៉ិចម៉ាស៊ីនដូចតែគ្នាទេហើយប្រភេទម៉ាស៊ីនគម្របម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺអូតូអូតូនេះបងប្អូនឃើញអូតូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថា CX90 2024ទាំង Premium ទាំង Premium Plus គឺស្ប៉ិចម៉ាស៊ីនដូចគ្នាទេគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំងបាទចំណុះ 3.3 លីត្រដែលយើងអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតទៅដល់340 horsepower និងកម្លាំងរមួររហូតទៅដល់បាទ500ជាង Newton metre ណាបងប្អូនដោយសារវីដេអូមុនខ្ញុំមើលច្រឡំហើយខ្ញុំច្រឡំដោយសារតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាអាចផលិតកម្លាំងបាន166តែការពិតមិនមែន166 horsepower ទេគឺរហូតទៅដល់340horsepower បាទហើយបូកជាមួយនឹងបាទកម្លាំង Newton វាធំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបកស្រាយខុសបាទហើយមានហើយបងប្អូនមាននៅសូរ៉ូមហើយប្រសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តរថយន្តនេះអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ទៅដោយសារពេលខ្លះបងប្អូនមើលតាមរូបភាពតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាគិតថាអត់ស្អាតទេតែប្រសិនបើយើងបានមកមើលផ្ទាល់ដឹងតែស្អាតដឹងតែញាក់សាច់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់បងបងដែលគាត់តែងតែប៊ូលូខ្ញុំបាទតកតងជាមួយនឹង507អែបគៀនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្រាយចងល់បានហើយថាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានមូលហេតុរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនបើបងប្អូនបានឃើញផ្ទាល់គឺប្រកបជាបដូរនៅទស្សនៈរបស់បងប្អូនមកជឿខ្ញុំវិញបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចចុច Share ចុច Like ក៏ដូចជាចុច Subscribe វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា